Xin chào các bác đang xem video nhá. Ở đây có một hồ nước đẹp tuyệt vời mọi người này. Cái nguồn nước chính của cái hồ này là ở hai mấy cái khe suối nó chảy này, từ trên núi chảy xuống ấy. Nên cá hồ này cá ngon lắm. Hồ này cho câu dịch vụ luôn này. Mà hôm nay mình không câu cá, không thả lưới, cho mình đang định qua cái mỏm cát kia và nướng một con thỏ với một con vịt ở đấy. Hôm nay có mấy anh em đi chơi vui mà, mấy khi đông đủ anh em. Nếu còn sau có thời gian thì mình câu thử cái hồ này hoặc là thả lưới cái hồ này, nhiều cá to mọi người. Có chạy không? Gái lại bắt lên. Không bảo là ăn sợ thằng anh con. Chơi không? Em muốn chặt cái lưới này. Chẳng ăn như thế à? Ừ, chơi vào đây nó bắt mình chết rồi. Đừng đi này anh. Đi đây đâu mà. Bắt con gì? Đó. Anh đứng ở đây đi, chấm một dưới đi. Đứng đây nào, không đi luôn á. Mày đứng kìa. Đó, con đi, bây giờ máu rồi. Nhân vật chính. Con này bỏ đi, tí nữa rửa cát tay nó sạch mà. Bánh nhà không được không? Anh để xì xuống này, anh em bánh bánh tí nữa để xì xuống này, toàn đều đi. Đấy, chuẩn luôn. Bôi luôn này, cái bôi. Có cái dây không? Có dây. Tôi chết rồi, quên không ăn dây rồi. Cái dây kia kìa. Ông ơi. Lấy dây giống biết đấy. Có dây lạt cả. Nhìn đây này, cái chú bóng vừa. Ông chủ hồ ra nước. Ừ. Nghĩa trăng đấy nhỉ. Tranh thủ lúc chờ đợi có mình lo dạ. Cái ngọn ngấn này. Cháy kìa anh ơi. Cháy cái cánh con vịt rồi. Vịt hôm nay mình ướp gia vị này gồm có này, xả này mọi người. Xả với mẻ gia vị với ớt. Cứng rồi,
Nếu mà có mùa đông này nướng ăn đồ nướng là hợp lý mọi người. Mình vừa sưởi ấm mình vừa nướng thịt luôn. Thế chiều tưởng đang ở bên Trung. Bạn chuẩn bị thang máy à? Nó vẫn đang làm cái gì? Ở đây có mấy cái lá cọ đẹp đẹp này mọi người này. Mình kiếm tận đấy 1-2 lá để mình lót thịt nhé, cho nó đẹp. Với cái cây cái luồng mình chặt để mình vuốt làm cái ly cho mấy anh em uống rượu cho nó đẹp. Ba lá là vừa nhỉ? Hai lá. Ba lá vừa ở chỗ ngồi không? Thì nó trôi nhá. Từ từ, dồn tôi lên này. Okay. Từ. Ngồi xuống đi, đi đâu trông tranh ấy. Cái này để đâu đây? Đấy, đấy, đấy. Mình ngồi, mình uống ra bên kia đi. Trông tranh lắm bà con ơi. Các bác ơi, thỏ với quý vị để chín cho mọi người ạ. Cái này đến đây ơi. Nào. Công tác chuẩn bị xong hết rồi. Còn cái nước này mình cho nóng lên để mình chấm bánh mì mọi người. Chấm bánh mì là hợp lý luôn. Anh cái này chín rồi anh nhỉ? Anh yêu nhỉ? Chưa, để tí nữa. Nó sôi rồi mà anh. Cái này để chấm bánh mì nhá. Đang đói. Đây. Ôi. Gà. Đây con vịt nhỉ. Vào đây. Theo cái bìa cát đấy. Dấm vào đây này. Lau đi này. Ô. Theo thôi. Cái này để ra ai cho nguội anh nhỉ? Ai chấm thì để sau nhỉ? Ai chấm thì để sau nhé. Cái nồi đây mọi người. Ngồi xuống đi. Sau tôi anh em làm ngồi xuống làm thủ tục đi. Đúng rồi. Các bạn. Em xử lý đi. Anh ngồi bên này đi. Để em ngồi bên này. Vẫn thổi đi. Cho anh cái túi báo mạnh này. Em anh đi. Cảm nhận nè. Rôn mạnh à. Các bác nhìn con thịt con thỏ này. Con thỏ này tầm 2 cân mà nướng. Nó đang cầm một cái không tí nó. Cắm nước mà. 4 cái cho mày. Ui. Cầm đi. 4 cái. Cái đùi ra. Mình thử cho nào. Ôi quên không mang ít mắc hẻn đi. Có mà. À, mắc hẻn à? Mắc hẻn không chứ. Mắc hẻn không. Trời thì ngon. Trong đây rồi. Cái rượu này rượu tự chế đây mọi người. Cái uống rượu này, cái chén uống rượu này. Đừng cắm thêm. Đây. À. Chín rồi anh ạ. Ở đây hai cái đùi. Anh mang chèo thuyền mang về bên nhà đi. Đó, anh chín rồi. Chín đùi trước. Quá chín. Đây đây. Đùi thôi. Đây. Đây đùi thôi. Nhiều chưa? Rồi. Mình được vài miếng. Làm thủ tục cái anh vừa mới. Anh sẽ ghi cho tao chứ. Hôm nay thì đây này. Tổng kết cuối năm 2018 rồi nè anh em ơi. Ngân bạn bảo đi mía. Thằng cái đi. Chích cho bên kia nào. Đúng rồi. Anh xếp. Đây. Đồng làm trước đi. Mình ngon nhá. Nè nè. Sao rồi cái đi. Đó, nghe chưa? Mình làm thủ tục một ít mọi người. Cuối năm. Nè hết luôn à? 99 năm. Hết đấy. Đi 99 nào. À, dạ đây. Cái rượu ong này uống chất lượng đấy anh ạ.
kéo ấy bỏ ra. Rượu ong anh ngâm lâu cho anh đọc. Rượu chuối. À rượu chuối. Nhầm. Mình cứ nhầm tưởng con ong mọi người này. Mọi người nhìn mình tưởng con ong. Con ong đấy nhỉ. À được đó. Thử đi. Nơi chầm ngọt, chuối hạt. À, mình xin em ấy đừng có cắm xuống cắm bỏ xa xa ra không chốc nó cát vào. Đúng rồi, đúng không? Mình nếm một miếng đùi này. Gặm nhấm kiểu như mùa. Hôm nay ai đạo diễn cái món này mà nhìn hấp dẫn đấy. Anh ăn. Anh ăn. Đầu bếp từ Hải Dương về. Ta xin xem cái kia chứ. Đầu bếp Hải Dương về nhưng mà thất nghiệp. Gì đấy? Thịt. Thịt con thỏ này thơm nhỉ? Rượu đây. Hai tầng cùng một cái. Tao là anh à? Ôi, biết hay mà anh ơi. Tao mì à? Anh bơm này. Mì với anh tao bảo đi. Mì không bảo, uống đi. Chất lượng. Uống chất lượng ạ. Hết năm. Còn đâu? Hết năm rồi. Bác ăn bánh mì với bánh gạo này. Để thằng anh ăn đây bánh mì đây. Dạ. Tao chán rồi. Tao phải ăn thịt. Thôi, anh muốn tập gym thì mới ăn thịt nhiều. Cho em xin một miếng bánh mì nào. Mình cất cái đùi cái đã. Mình cắm một miếng bánh mì. Đi qua đây. Đi này, 25 giờ đó. Ui, nước sốt rồi mọi người này. Đây là nước sốt vàng đấy. Mình quẹt mình chấm bánh mì ăn này. Thơm. Rượu thì rượu con ong này. Rượu chuối rồi. Rượu ong gừng này. Rượu gừng đấy. Đầy đủ gia vị ăn ngon thật. Chưa được, chưa tìm được con muối chúa chứ ông Tiến nói đi nào muối chúa. Ông cần viền ong này. Thôi. Ông Tiến. Thì đi đào mua chúa. Rồi hề. Đang đói thì chớ gặp quả bánh mì sốt vàng của mình thì chắc các bạn phải vét cả nồi các bạn ạ. Anh em uống đi. Đưa ra. Ngon lắm. Không hiểu sao đi cứ đi sông đi suối hay đi chơi ấy. Mình cảm giác mình ăn được nhiều lắm. Mình về nhà thì ăn qua mọi người. Ngon. Ăn miếng nữa không? Ăn đi. Chẳng ăn một cái. Nè, rút xương này, rút xương này. Nó giống giống rồi. Ta cùng giống thịt bò. Thôi đi, thôi đi. Thôi thì để đã thế, nếu mà không có xe hàng phố thì để anh ra ngoài kia anh làm con bán tải về. Không, năm nay mình kéo lại cái xe, kéo xe hàng, kéo xe ba bánh ấy. Cái xe mà hay đi xe lôi á, xe hàng á, xe đấy thôi. Làm hai ba cái chứ này hay làm kéo đồ thôi, kéo được người, kéo người mà. Không hiểu sao mình cứ thích ăn đùi mọi người. Đùi thỏ. Xuống lên dốc mà. Đùi vịt. Không á. Kéo đồ kéo làm gì? Anh em đi như mọi năm bình thường mấy năm trước thôi. Mạnh năm nay về xách cái loa về cho anh. Phải lộn. Vợ gọi. Đang uống rượu vợ gọi. Chuồng riêng à? Đánh chén xong xuôi rồi mọi người ơi. Rồi anh em mình giải tán thôi. Không giải tán được. Mấy người ngồi nhỉ? À, chắc là 3 người ngồi được anh ạ. Bốn đi. Thế 4 được. 4. Chui vô trong đây mới lên được. Một bình. Ok. Ok các bạn ạ. Chuyến tàu cuối cùng đây. Chuyến tàu hoàng hôn. Chuyến tàu hoàng hôn. Chắc ra ngoài kia anh em. Ôi. Không sao đâu. Có tiếng động ở đây, mình có thấy tiếng động này mọi người này. Cái thuyền thúng này. Đừng, nhưng mà ông ơi, ông đừng cho anh em cứ quay tròn ở dưới hồ nhá. Hay đấy. Bác ạ. Anh em đừng cười. Mình vừa ngồi đây mọi người. Một ông chào bên. Chào thôi. Vừa không ngồi cái mỏm này đây, mỏm cát này, nước lũ nó tống cái cát ra, đẹp lắm. Như này bây giờ mình, các bác nhìn này, hai quả đồi to tướng ở hai bên này.
đẹp lắm. Hôm nào mình có thời gian mình lại lên trên đây chơi. Cứ mang lên cả đi. Thuyền cao bến rồi mọi người. Hàng cá anh an toàn. Bây giờ anh em mình rút lui thôi. Tối nay mưa không? Tối á? Mưa thì no. Anh cứ buộc đấy đi. Cảm ơn các bác đã xem video, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.